Bài đó là bài ruột của Thu Trang. Vì sao? Hồi xưa Thu Trang thi vô trường sân khấu là hát bài đó. Nghe qua bao nhiêu năm thì giọng hát gì đó. Bây giờ chín mùi rồi. Chín mùi rồi. Hát đi Trang. Em hát luôn hả? Hát đi em. Ok, hát thôi. Anh là luôn luôn tạo cơ hội cho em tỏa sáng. Vậy hả? Không cần ban nhạc đâu ạ. Ban nhạc cũng không thể theo được giọng của chị đâu. Không, bây giờ mình nói đây cho mọi người biết. Thật ra hát bằng cái mi này nó dở. Chứ thật ra cái giọng rất hay. Dạ, dạ, dạ. Một tràng pháo tay cho chị Thu Trang. Một màu xanh xanh hay. Đôi chấm thêm vàng vàng hay. Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang. Hay quá. Đó. Xuất sắc. Đủ rồi. Ok. Đêm nay chắc chị Trang không ngủ luôn. Em phải cảm ơn cái ông ngồi chỉnh âm thanh ở dưới. Ủa vậy hả? Chỉnh cái núm gì không biết. Mà cái giọng em bây giờ có cảm giác cái mi trên thiên đường vậy đó. Giang hay dễ sợ luôn Trang. Vâng, cảm ơn anh Nam Thanh rất nhiều. Đâu em nói thiệt, hôm nay là sẵn tiện có mặt mọi người đông đủ ở đây là em nói thẳng với mọi người là từ xưa giờ em làm bộ hát dở thôi. Ồ. Chứ thật ra là em hát hay lắm. Chị thật khiêm tốn chị Trang hả? Em biết ai rồi. Không, bây giờ vậy nè, hỏi câu thôi. Cái tên của bạn có liên quan đến trái cây đúng không? Hai trái luôn. Hai trái luôn. Trong giới nghệ sĩ mà hai trái cây trong một tên là chỉ có chị Hồng Đào thôi. Được một nửa rồi đó. Còn một nữa. Không lẽ là Hồng Sương Lâm? Rất là bén. Thành ra anh có nghĩ tới chị Phi Nhung. Chị Phi Nhung là bén lắm á anh. Thì đó, anh nghĩ ủa lẽ chị Phi Nhung bữa nay đổi phong cách. Không, em nghĩ bén nhất là chỉ có chị Trác Thúy Miêu thôi. Trời ơi, cái chuyên môn âm nhạc của chị Thu Trang nó hơi khác biệt mọi người tí. Nói gì thì nói, phụ nữ là một nửa thế giới, nửa còn lại đàn ông và một thế giới khác. Cho nên chúng ta không thể nào vùi dập những cành hoa như thế này được. Sao nãy vùi dập tôi? Hoa có nhiều loại hoa. Cho nên Giang thôi ơi, mình có còn nên chơi với nhau nữa không Giang? Nên thôi, từ để làm việc ở đây. Đối với người như thế này thì không thể nào trừng phạt được. Thương lắm, yêu lắm, xa lắm. Chỉ một cái nắm tay để mình cảm nhận về nhau thôi. Còn đàn ông sinh ra là phải bị trừng phạt. Và cái phần trừng phạt đó Phải nhờ một người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau. Người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau. Xin mời Thu Trang. Em hãy phạt anh hôn em đi. Kính thưa quý vị, kính thưa quan viên hai họ. Ngày xưa nụ hôn mà lúc mà chưa lấy nhau là phần thưởng. Còn bây giờ cưới nhau có con rồi, đó là một sự trừng phạt. Ủa anh, sao anh tự nhiên anh nói vậy làm cho Giang nó xiên xỏ cái nụ hôn của anh dành cho em. Em cứ bình thường đi, em biết cái nụ hôn anh dành cho em như thế nào mà. Ai nói mặt ai anh hôn em chứ anh đâu có hôn Trường Giang đâu mà Trường Giang nói là trừng phạt. Wow. Vậy bây giờ ví dụ mà trừng phạt là anh phải hôn Trường Giang rồi trừng phạt hả? Thôi em gả bán anh luôn. Tôi từ chối món quà thô thiển đó. Hôn đi. Không cần phải nói đâu, tôi tự làm điều đó mà. Xí, cái này giống như lễ thắp hôn của hai đứa vậy. Cảm ơn chương trình Mặt Nạ Ngôi Sao. Cảm ơn công ty giải trí Điền Vân đã tạo điều kiện và cơ hội cho Cân Bằng Nội Tiết Tố luôn. Cảm ơn nhà tài trợ chính Bảo Xuân đã tạo điều kiện cho Thu Trang và Tiến Luật ngồi ngay đây làm lễ thắp hôn. Và xin cảm ơn rất nhiều. Anh à, chúng ta hôn nhau đi chứ hả? Thôi đi đây. Cái gì cũng vậy, nó cũng có cuộc sự lan truyền. Ví dụ Tiến Lực vừa hôn Thu Trang, tôi cầm được. Em không minh lắm. Cái tần số gì nó đã cao sẵn rồi. Giống như là sinh ra là lên lầu 10 ngồi sẵn rồi đó. Nó cao mặc dù mà không cao lắm. Ủa anh nghĩ tính ra em sinh ra em ở dưới hầm rồi ha. Em là dưới hầm dưới xe hết Trang. Bà Trang là cỡ B5 á. Cái chị Bạch Mã là tôi vòng trước chị hát cái bài hay lắm. Chất giọng khàn đặc trưng.
ông này dạ, hát. Vậy Joy ơi, Joy có bao giờ hát chung với Trang chưa? Vậy ơi. Ủa vậy hả? Joy chỉ đứng từ xa nhìn Trang thôi, chứ chưa dám hát chung. Không dám hát chung. Cái ông này là hát những cái không dạng phải như vậy đâu, không phải là thật ra là Trinh hát quay đâu. Thật ra Trinh ơi, em hát quá thơm. Đúng rồi, em hát quá thơm. Dạ. Yeah. Ông câu này rất là quen, em nghe anh nói như vậy là cũng vậy. Có cái kịch bản duy nhất à? Nữ nghệ sĩ đều nghe nhiều như Tóc Tiên cũng nghe rất nhiều, riêng Trang là Trang chưa nghe. Tại sao chưa nói với tôi nghe? Cuộc đời này có những niềm hạnh phúc nó thoáng qua biết chụp lấy đã là viên mãn rồi. Nghe cái người hát hay người ta phát biểu ý kiến nè. Riêng Trang á thì Trang cảm thấy là hai bạn vẫn hát hay hơn Trang nhiều lắm. đúng rồi, 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 đ
thí dụ như chị Thu Trang đi. Không, mà khi mà được chọn vô cái game show này thì ai cũng hát hay hết rồi. Còn chị Trang này chắc là một cái game show khác. Cái game giọng máy giọng ai đó. Giọng máy giọng ai. Game show về hài chẳng hạn. Trinh ơi, chị với em cũng thân Trinh hả? Không, tại vì chuyên môn chị là hài mà. Thì em phải nói là cái tiếng hát của chị mang tính giải trí cao. Thôi được rồi, thôi được rồi. Ta chàng chàng. Có chồng rồi. Em đã có chồng rồi. Đúng không? Tôi hết hứng thú. Rồi bạn nữ, chồng bạn tên gì? Không, bây giờ tôi không có hỏi tên bạn, tôi hỏi chồng bạn tên gì? Giang. Giang, trời đất ơi. Dạ Phương. Dạ Phương. Không. Vậy là tôi biết luôn rồi. Chị Thu Trang có nghĩ đây là Phạm Văn Mách không ạ? Không. Trời, tôi ta làm sao Phạm Văn Mách được. Lê Công Vinh. Lê Quỳnh Đức. Ông Tiên Thương Mến nói mà. 1, 2, 3. Lý Hùng. Lý Hùng. Thôi ok. Phạm Văn Mách. Quý vị khán giả đã biết đây là nghệ sĩ nào chưa? Phạm Văn Mách. À, bởi vì lúc đó là tóc nó không hư hết, nổi, hư hết rồi. Thì em đi chung với anh Tiến Lập chồng chị Thu Trang thôi. Ủa vậy hả? Hôm nay đi về không ta? Tôi cứ nhắc chồng tôi hoài vậy. Không nhắc chồng nè, nhắc lên Phạm Văn Mách thôi. Chị Thu Trang nhớ là đến bây giờ là mình đã dự đoán bao nhiêu nghệ sĩ tên Phạm Văn Mách rồi ạ? Không nhớ nổi đâu. Dạ. Tại vì là những người nào mà Trang không biết, Trang đều nói là anh Phạm Văn Mách hết. Cho nên là... Thật ra Trang ơi, em nói thiệt cho mọi người đi, em có nhận tiền của anh Phạm Văn Mách cho PR tên tuổi của anh không? Dạ đúng không hả? Tại vì tại vì sao? Thu Trang đang tập tạ ở phòng tập tạ của anh. Đây, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đây. Gì nữa? Mỗi người có một hình tượng hướng tới. Ngày hôm nay phong cách này nè, là nhìn anh thấy giống ai? Giống ai? Phạm Hương. Đang cố gắng rất nhiều mặc dù nó không giống thôi. Cảm ơn các bạn. Trang biết không? Trang biết không? Biết chứ, ca sĩ mà. Có quen với Trang không? Có ngoài đời gặp nhau chưa? Gặp hoài chứ. Gặp hoài đúng không? Miền Trung. Phạm Văn Mách hả? Đây chính là anh Quốc Đại. Đó, anh cùng gì? Lúc luôn. Tên gì? Xong ở một cái quán cà phê. Rồi cái lặng mất một thời không, gian. Không, bây giờ nó tên gì? Phạm Văn Mách. Tên gì Trinh? Bây giờ không chịu nói cái tên ra cho người ta nghe. Trinh, nói đi em. Nói cái tên ra. Em nhớ tên. Trời ơi, không nhớ tên luôn. Ơi, mà không nhớ tên. Bản thân em thì chỉ có biết hát thôi chứ không biết làm gì. Em chưa biết tài của anh Lực hả? Hát một câu liền anh. Không, cái hát thì mình, cái đó là hát cho tôi quá rành rồi. Nhưng mà Tiến Lực có một biệt tài nữa. Bèo lì đêm. Đây, đây, mời anh Tiến Lực đứng dậy. Thấy không? Bèo lì đêm. Đó. Ê, không có đụng chạm chồng tôi nha. Của ai vậy nó giữ đi. Bèo lì đêm đi. Thôi bỏ đi. Anh Luật ơi, bình thường ở nhà anh có hay hát karaoke cùng với chị Trang không? Từ ngày anh lấy Trang là Trang không cho anh hát nữa. Để sao kỳ vậy? Sao vậy? Trang nói cái giọng ca nó chênh lệch quá, Trang không thích nghe giọng anh luôn. Thương khán giả, anh tặng cho mọi người một câu được không? Bây giờ nếu mà ngại thì lấy cái mặt nạ đeo vô thôi. Để tôi MC, để tôi giới thiệu ví dụ. Xin mời. Kính thưa quản viên hai họ, ngày hôm nay ngoài những thành phần là quản viên hai họ, phụ dâu, mẹ của dâu thì
Có ai thấy có mẹ cô dâu này hip hop với em không? Thì chúng ta chào đón sự xuất hiện của chủ hôn. Đó là ông Trần Tiến Luật, năm nay 95 tuổi, vẫn đến với chúng ta qua một ca khúc ngọt ngào và sâu lắng. Một tràng pháo tay nồng nhiệt. Dạ, căng quá hồi hộp. Thôi giờ ép quá phải hát thôi. Đúng. Lấy ghế ra mới nhảy nổi chứ. Đó, nhảy luôn hả? Trời ơi, đừng có giỡn. Chung sàn yếu yếu là sập luôn chứ không giỡn đâu nha. Ê, đời tôi cô đơn, ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn, ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng xóa san. Yêu ai cũng lỡ lành vì đời tôi không có chi. Được rồi, được rồi. Nghệ sĩ Tiến Luật đang chửi xéo tôi. Đang chửi xéo tôi. Tôi thích những cái điệu bún giò thần thánh của Trần Giang. Tôi đề nghị chương trình tiếp tục đi.